Em chào anh chị ạ. Muộn 15 phút thì tăng mất phở nhá. Thôi ông ơi, không phải khóc thuê. Người ta có bao giờ ăn sáng đâu mà tính. Mà với cả Thanh như tháng này là đây là lần đầu đi muộn đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh đến công ty chưa? Báo cáo vợ, anh đã yên vị của các con nhé. Sáng nay tắc đường quá nên anh tới muộn mất 15 phút. Thành ra bữa sáng em làm, bây giờ anh không ăn được. À, thôi để đến trưa anh ăn gộp cả hai bữa luôn nhá. Anh không vừa làm vừa ăn, để đến trưa thì đói lắm. Ừ, thôi cứ để anh tính đã. Thế vợ nhá, tạm biệt vợ. Tôi là tôi không chịu được nữa rồi. Này, không cho tôi nói, tôi cũng phải nói. Ông Thanh à, ông là ông làm xấu mặt anh em đàn ông chúng tôi lắm đấy nhá. Phải đấy. Ông làm cái gì mà ông để vợ ông quản trăng như thế hả? Nhất cử nhất động, cái gì cũng phải báo cáo với vợ. Chỉ đến cơm bữa đầu thôi. Ừ. Nói mới nhớ ấy, từ hồi anh Thanh ở cái văn phòng này, đã bao giờ đi liên hoan với công ty mình được không nào đâu. Đúng. Mà em là phụ nữ, em còn nhìn thấy cảnh này cũng không chịu nổi. Nếu là em á, em chẳng bao giờ quản chồng mình chặt như thế đâu nhá. Đàn ông thì cũng như là nắm can ấy, mà càng nắm thì lại càng dễ mất, càng bị tuột. Ai thì cũng phải có không gian riêng tư cho mình, phải không mọi người? Đúng rồi. Thực ra vợ tôi đã từng rất thoáng. Em vào nhà trước đi. Thôi, anh về trước đi. Thế anh về trước nhá. Tụi thằng Nam đang đợi anh ở ký túc về chơi game. Nếu em không thích ý, thì anh thôi cũng được. Ai cũng có sở thích riêng của mình. Anh cứ đi đi. Em thả anh tự do như thế, không sợ anh đi với cô khác à? Anh tin anh mà. Đúng là vợ anh buồn năm. Ai là vợ anh chứ. Thôi đi về đi. Em vào nhà đi, anh về nhá. Bye bye. Anh ơi, anh làm sao đấy ạ? Anh không sao. Cô là người nhà của bệnh nhân à? Vâng ạ. Chưa có kết quả chụp X-quang, ngoài những chấn thương phần mềm ra thì không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng mà ấy, qua kiểm tra thì anh này còn khá trẻ, nhưng máu bị nhiễm mỡ, cho nên là thời gian tới cần phải ăn uống kiêng khem đầy đủ nhé. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Từ giờ anh làm gì, đi đâu cũng phải nói với em đấy. Đấy, chuyện là như thế đấy. Hóa ra bấy lâu nay tụi tôi đã trách nhầm ông. Ông cho tụi tôi xin lỗi nhá. Thông cảm cho bọn tôi nhá. Cho tôi xin lỗi nhá. Không có gì. À thôi, mọi người đi về bàn làm việc đi. Không có sếp đến bây giờ đấy. Về làm việc thôi mọi người ơi. Báo cáo vợ, anh đã về. Mà em kiếp đồ cho. Ừ. Anh này. Ơi. Có bao giờ anh cảm thấy ngột ngạt khi bị em quản lý chặt như vậy chưa? Không, là anh tự nguyện để cho em quản mà. Anh thích được báo cáo lịch trình mỗi khi đến một nơi nào đó, vì anh biết mỗi khi anh ra đường em đều lo lắng. Anh không muốn ăn ở bên ngoài, bởi vì anh hiểu em muốn anh ăn theo chế độ để anh mau khỏi bệnh và khỏe mạnh. Tất cả những gì em làm đều là vì yêu anh mà. Anh cảm ơn.